Hướng dẫn chọn mua máy thẩm mỹ để tăng lợi nhuận kinh doanh spa. Để chọn mua máy thẩm mỹ phù hợp với công năng sử dụng và đem lại nhiều lợi nhuận, các chủ spa cần dựa trên nhu cầu sử dụng, mức giá dịch vụ dự kiến và năng lực hiện tại của spa để có quyết định đầu tư đúng đắn nhất. Sử dụng máy thẩm mỹ sẽ giúp các spa tăng nhanh hiệu quả trị liệu, an toàn hơn cho khách hàng, đồng thời tăng lợi nhuận kinh doanh spa. Trước khi chọn mua máy thẩm mỹ, bạn cần quan tâm đến nhiều yếu tố. Trong đó, 3 yếu tố được quan trọng hàng đầu, đó là nhu cầu sử dụng dịch vụ, mức giá dịch vụ dự kiến và năng lực hiện tại của spa sẽ giúp bạn đưa ra quyết định chọn lựa thiết bị cần thiết và đem lại hiệu quả kinh tế cao nhất cho spa của bạn. Dựa trên nhu cầu sử dụng dịch vụ spa để chọn nhóm máy thẩm mỹ tương thích. Yếu tố đầu tiên quyết định việc chọn mua máy thẩm mỹ chính là nhu cầu sử dụng dịch vụ spa. Người quản lý nên thu thập ý kiến khách hàng, theo dõi xu hướng thị trường, đặc biệt chú ý đến những dịch vụ được yêu cầu thường xuyên và những máy thẩm mỹ hiện đang là trào lưu. Khi đã định hình được nhu cầu sử dụng dịch vụ, hãy xem xét việc chọn mua các loại máy có khả năng tương thích, hỗ trợ lẫn nhau hoặc có thể sử dụng cho nhiều dịch vụ. Điều này sẽ giúp bạn đầu tư đồng bộ, tận dụng được tối đa hiệu suất của mỗi loại thiết bị và có thể phối hợp sử dụng các loại máy thẩm mỹ để tăng cường hiệu quả trị liệu. Ví dụ, trường hợp bạn muốn mua các dòng máy hỗ trợ giảm cân, bạn có thể phối hợp máy RF sử dụng năng lượng điện từ với máy phi thuyền sử dụng công nghệ hồng ngoại để đốt cháy lượng mỡ thừa nhanh chóng và an toàn. Ngoài ra, các dòng máy giảm cân sử dụng công nghệ ánh sáng còn có thể sử dụng trong các liệu trình chăm sóc da. Dựa trên mức giá dịch vụ spa dự kiến để đưa ra kinh phí đầu tư máy thẩm mỹ tối ưu. Yếu tố thứ hai bạn cần lưu ý là xác định được mức giá dịch vụ dự kiến. Bạn có thể tham chiếu bảng phí dịch vụ ở các spa khác, thu thập phản hồi của khách hàng về mức chi phí mà họ có thể chấp nhận, hoặc tham khảo ý kiến của các chuyên gia trong lĩnh vực này. Hiện nay các dòng máy thẩm mỹ mới liên tục ra đời với tính năng ngày càng ưu việt hơn. Nếu muốn đổi mới công nghệ và theo kịp trào lưu thẩm mỹ, thời gian hòa vốn dự kiến của các spa không nên quá 2 năm. Chẳng hạn, liệu trình giảm béo của máy V8 Share có mức phí dao động khoảng 2 triệu đồng trên một lần trị liệu. Mỗi khách hàng cần trị liệu 8 lần trong một liệu trình để đạt hiệu quả tốt nhất. Giả sử trung bình một tháng bạn có một khách hàng với 4 lần trị liệu, thì với mục tiêu hòa vốn trong 2 năm, kinh phí dự kiến mua máy V8 xếp khoảng 2 triệu đồng nhân 4 lần trị liệu nhân 24 tháng bằng 192 triệu đồng. Thực tế với kinh phí này, bạn có thể đầu tư hơn máy V8 xếp. Bạn có thể thấy, chỉ cần 2 khách hàng sử dụng dịch vụ, spa của bạn đã có thể thu hồi vốn trong vòng 1 năm. Tất nhiên, số khách hàng luôn cao hơn nhiều so với dự tính này, và chắc hẳn bạn đã nhận được chiếc máy V8 sáp đem lại lợi nhuận khủng đến mức nào. Dựa trên năng lực hiện tại của spa để có quyết định mua loại máy thẩm mỹ phù hợp. Yếu tố thứ ba cũng là yếu tố then chốt chính về năng lực hiện tại của spa. Kinh phí đầu tư trang thiết bị không hề vượt quá khả năng tài chính của chủ spa. Việc huy động và thay vay vốn cần xem xét kỹ lãi suất và tính đến phương án trả nợ. Thêm vào đó, mặc dù đặc thù của dịch vụ spa là mang lại sự thoải mái và dễ chịu cho người sử dụng, nên vị trí đặt máy cũng cần được tính toán hợp lý để tạo không gian rộng rãi và không gây ngợp cho khách hàng. Ngoài ra, trình độ kỹ thuật của nhân viên cũng là một yếu tố quan trọng nhưng không được các chủ spa chú trọng. Nhiều spa chạy đua trang thiết bị, máy thẩm mỹ theo trào lưu mà không cần biết đến nhân viên của mình có thể nắm bắt được cách sử dụng hay không. Tệ hại hơn, nhiều spa dù nhân viên chưa được huấn luyện nhưng vẫn cầm máy trị liệu cho khách, ẩn chứa những rủi ro khó ngờ. Vì vậy, trước khi đưa về một chiếc máy hoàn toàn mới, bạn cần có chiến lược đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn đầy đủ cho các kỹ thuật viên. Hãy đến VinMỹ để được tư vấn đầu tư máy thẩm mỹ giúp tăng lợi nhuận kinh doanh spa. Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phân phối thiết bị spa, VinMỹ hiện cung cấp đầy đủ các loại máy thẩm mỹ với nhiều chủng loại đa dạng, tính năng vượt trội và giá thành hợp lý nhất. Bên cạnh đó, VinMỹ còn có đội ngũ nhân viên tư vấn chuyên nghiệp và giảng viên huấn luyện thiết bị có chuyên môn cao, luôn hết lòng vì sự thành công của bạn. Sự phát triển của các spa là mục tiêu hàng đầu của VinMỹ. Để được tư vấn và chọn mua, nhận báo giá các thiết bị máy móc thẩm mỹ phù hợp nhất với spa của bạn, đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi ngay từ bây giờ.